Chúng ta sẽ cùng học luyện toán 5 bài 11 so sánh các số thập phân nha các bạn. Phần khám phá câu A. Đây là cầu Long Biên ở Hà Nội với độ dài là 2,29 km nha các bạn. Và còn đây là cầu An Đông của tỉnh Ninh Thuận. Dài 3,5 km nha các bạn. Và đây là chiều dài 3 cây cầu ở ba miền đất nước ta đấy nha các bạn. Và làm thế nào để biết trong ba cây cầu đó cây cầu nào dài nhất nhỉ? Đây là cầu Cần Thơ nữa nha các bạn, ở Tây Nam Bộ với độ dài là 2,75 km. Chúng ta sẽ cần so sánh các số thập phân là số đo chiều dài các cây cầu nhá. Chúng ta sẽ có 3/5 km sẽ bằng 3.500 mét nha. Còn 2,75 km sẽ bằng 2.750 mét. Và vì 3.500 mét lớn hơn 2.750 mét nên chúng ta có 3,5 km lớn hơn 2,75 km nha các bạn. Vậy nên 3,5 lớn hơn 2,75. Và phần nguyên có 3 lớn hơn 2. Tiếp theo ta sẽ có 2,75 km bằng 2.750 mét nha các bạn. Và 2,29 km sẽ bằng 2.290 mét nha. Vì 2.750 mét lớn hơn 2.290 mét nên chúng ta có 2,75 km lớn hơn 2,29 km nha các bạn. Vậy nên 2,75 lớn hơn 2,29, phần nguyên bằng nhau. Hàng phần 10 có 7 lớn hơn 2. Câu B, muốn so sánh hai phân số thập phân, chúng ta có thể làm như sau. Nếu phần nguyên của hai số đó khác nhau thì số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Nếu phần nguyên của hai số bằng nhau thì so sánh phần thập phân lần lượt từ hàng phần 10, hàng phần trăm, hàng phần nghìn đến một hàng nào đó. Số thập phân sẽ có những chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn. Và nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số thập phân bằng nhau thì hai số đó sẽ bằng nhau nha các bạn. Bài 1, so sánh hai số thập phân. Chúng ta có câu A, 37,29 và 36,92. Chúng ta sẽ so sánh phần nguyên trước nha. Đều cùng là 27. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh đến phần thập phân. Ở đây chúng ta có 7 so sánh phần nguyên trước nha. Phần nguyên ở đây là 37. Và phần nguyên ở số tiếp theo là 36. Vậy nên số đầu tiên có phần nguyên là 37 sẽ lớn hơn số thứ hai có phần nguyên là 36 nha các bạn. Thế nên 37,29 sẽ lớn hơn 36,92. Câu B, 135,74 và 135,73. Ở đây chúng ta sẽ so sánh phần nguyên trước nha. Phần nguyên của hai số này bằng nhau bởi vì nó đều bằng 135 nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh phần thập phân. Ở đây hàng phần 10 đều là 7. Còn ở hàng phần trăm có số của hàng phần trăm là 4, nó hơn 3 nha các bạn. Nên số thập phân. Vậy nên 135,74 sẽ lớn hơn 135,73 nha các bạn. Câu C,
89,215 và 89,215. Ở đây chúng ta sẽ so sánh phẩm nguyên trước nhá, đều là 89 bằng nhau. Tiếp theo phần thập phân, hàng phần 10 đều là 2 bằng nhau. Tiếp theo là hàng phần trăm đều là 1 bằng nhau. Tiếp theo là hàng phần nghìn đều bằng 5. Vậy nên số thập phân 89,215 sẽ bằng với số thập phân 89,215. Tiếp theo chúng ta đến bài 2, sắp xếp các số 3,604, 2,875, 2,857 và 3,106 nha các bạn. Chúng ta sẽ phải so sánh phần nguyên trước nha. Ở đây có hai phân số có phần nguyên là 2, đó là 2,875, 2,857 nha các bạn. Bé hơn hai số thập phân là 3,604, 3,106 nha các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ so sánh hai số 8,875 và 8,857 để xem số nào nhỏ nhất nhá. Chúng ta sẽ phải so sánh phần nguyên trước. Nó đều bằng 2. Chúng ta đến so sánh phần thập phân. Chúng ta có hàng phần 10. Ở đây là hai số đều có là bằng 8. Nhưng hàng trăm, số thập phân 2,875 và 2,857. Thế nên chúng ta có số 2,875 lớn hơn nha các bạn. Và số bé nhất sẽ là số 2,857 nha. Và tiếp theo sẽ là số 2,875. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh các số 3,604 và 3,106 xem số nào là số tiếp theo nhá. Tiếp theo đầu tiên chúng ta sẽ phải so sánh phần nguyên trước nhá. Ở đây nó đều là 3, nguyên đều là 3, nên chúng ta sẽ phải chuyển sang thành so sánh phần thập phân trước nhá. Hàng phần 10 ở đây của số thập phân đầu tiên là 1 nha các bạn. Còn hàng phần 10 của số thập phân thứ hai là 6 nhá. Vậy hàng phần 10 1 sẽ bé hơn 6. Vậy nên 3,106 sẽ bé hơn 3,604 nha các bạn. Vậy chúng ta sẽ phải sắp xếp các số 3,604, 2,875, 2,857 và 3,106. Và hai số tiếp theo sẽ là 3,106, 3,604 nha các bạn. Câu 3, chọn câu trả lời đúng. Trong 3 chiếc cân dưới đây có một chiếc cân bị sai, đó là chiếc cân ở hình nào? Đó là chiếc cân ở hình 3 nha các bạn. Bởi vì ở hình 3 có 2,75 kg lớn hơn 2,57 kg. Nhưng đĩa cân ở bên phải lại thấp hơn đĩa cân ở bên trái nhé. Nếu đĩa cân nó nặng hơn thì nó sẽ phải thấp hơn. Nhưng đĩa cân có cân nặng là 2,57 lại lớn hơn túi gạo có cân nặng là 2,75, nên chiếc cân ở hình 3 đã sai nha các bạn. Tiếp theo đến phần luyện tập. Bài 1 câu A, số thập phân bằng nhau. Chúng ta có 7 phần 10 sẽ bằng 0,7 nha các bạn. Và 70 phần 100 cũng nó sẽ bằng 0,70.
7 phần 10 thì sẽ bằng 70 phần 100 nhé. Vậy nên 0,7 sẽ bằng 0,70 hoặc là 0,70 bằng 0,7. Và nếu viết thêm hoặc bỏ những số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của mỗi số thập phân thì chúng ta sẽ được một số thập phân bằng nó nhé. Câu B, tìm chữ số thích hợp. Chúng ta có 13,7 bằng 13,7. 13,70 nha các bạn. Tiếp theo, 8,6100 sẽ bằng 8,61 nha các bạn. Chúng ta bỏ hai số 0 đi. Còn ở câu trên là thêm vào một số 0 nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có số thập phân là 21,4050 bằng 21,405 nha các bạn. Chúng ta bỏ một số 0 ở đằng bên phải của nó đi. Bài 2. Câu A, thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số sau để phần thập phân của các số đó đều có 3 chữ số nhá. Để nó đều có 3 chữ số. Phần thập phân đều có 3 chữ số thì chúng ta sẽ phải thêm mỗi cái số thập phân này một chữ số 0 nha các bạn. Hoặc là hai chữ số 0. Ví dụ như số thập phân 8 phần 8,9. Chúng ta sẽ phải thêm hai số 0 vào bên phải của số 9 là ở phần thập phân này qua ạ. Thì chúng ta sẽ được số thập phân là 8,900 nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có số thập phân 5,82. Chúng ta sẽ phải thêm một số 0 vào bên phải của số này. Bên phải của số 2 thì sẽ được số thập phân là 5,820 nha các bạn. Còn số thập phân 0,17 chúng ta sẽ phải thêm một số 0 vào bên phải của số 7 nha các bạn. Thì sẽ được số thập phân 0,170 là một số thập phân có phần thập phân 3 chữ số nha các bạn. Tiếp theo là số thập phân 31,6 nha các bạn. Chúng ta sẽ thêm hai số 0 vào đằng sau số 6 để được số thập phân 31,600 nha các bạn. Câu B, bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của mỗi số sau để được phần thập phân của các số đó. Viết dưới dạng gọn hơn. Các số này viết dưới dạng gọn hơn. Như số thập phân 7 phần 70, chúng ta sẽ bỏ một số 0 ở đằng bên phải của số 7 đi trong phần thập phân đi nhá. Sẽ được số thập phân 7 phần 7,7. Và cũng giống như vậy, chúng ta sẽ bỏ hai số 0 của số thập phân 13 phần 13,05. 13,00500 nha các bạn. Để được số thập phân 13,05. Tiếp theo, chúng ta sẽ giảm đi chữ số 0, ba chữ số 0 ở số thập phân 25,3 nha các bạn. Để được số thập phân 25,3 nhá. Tiếp theo, chúng ta có số thập phân 10,5070. Chúng ta sẽ bỏ một số 0 ở đằng bên phải của số 7 đi nhá.
được một số thập phân là 10 phần được 10,507 nhá. Bài 3. Số 3. Ba bạn Mị Núi Báo đi kiểm tra sức khỏe. Mỗi bạn cân nặng là một trong các số đo 31,9 kg, 32,5 kg, 34,7 kg. Biết bạn núi nặng nhất, bạn táo nhẹ nhất. Hỏi mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg? Chúng ta sẽ có phần này chúng ta sẽ phải so sánh nhá. So sánh ở đây thì rất dễ thôi, chúng ta sẽ so sánh theo phần phần này chúng ta sẽ so sánh theo phần chúng ta sẽ so sánh theo phần nguyên nha các bạn. Chúng ta có phần nguyên ở số thứ nhất là 31, phần nguyên ở số thập phân thứ hai là 32, còn phần nguyên ở số thập phân thứ ba là 34. Vậy người ta cho biết núi nặng nhất nên núi sẽ có cân nặng là 34,7 kg. Còn bạn Báo sẽ có cân nặng là 31,9 kg. Và bạn Mỹ sẽ có cân nặng ở giữa là 32,5 kg nha các bạn. Đây chúng ta sẽ điền vào những cái ô trống này. Ô hỏi trống này các bạn ạ. Bài 4, chọn câu trả lời đúng. Chú mèo câu được con cá ghi số thập phân lớn hơn 1,0 1,036 và bé hơn 2. Con cá mà chú mèo câu được ghi số nào? Số thập phân lớn hơn 1,036 sẽ là câu C nha các bạn, là 1,36. Bởi vì số thập phân này lớn hơn 1,036 và bé hơn 2 là 1,36 nha các bạn. Rồi, và video của mình đến đây là hết. Xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.